the bottle on a flat surface, you're ready to try the waiter's pulse. Opening the bottle in midair. Nướng giặt giũ hay là cơm nước hay là có thói quen đi vận động hay là đi tập hay là cái gì không, hay là chỉ có về nhà xong là ngồi đó xong là không làm gì cả? Không làm gì hết, tối mệt lăn ra ngủ vậy thôi. Thế thì chắc là phải thay đổi cái thói quen của mình rồi. Thì đột nhiên một con bơi thẳng tới và trồi lên ngay sau lưng ông này. Con hà mã này bắt đầu đuổi theo thuyền máy của ông ta.